Chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Một người chuyên bán những chiếc xe lằng nhằng khu khoang và chuyên bán những chiếc xe mà độc lạ giá rẻ cho mọi nhà đây. Chiếc xe này thì em bán cho chỉ có 99 triệu đồng thôi các bác ạ. Vâng, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Đức mà nhìn ai cũng có thể đoán ra đây là chiếc xe gì rồi. Một chiếc xe đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức luôn. Và đây là một chiếc xe chạy rất sướng, 5 chỗ ngồi, rộng rãi thoải mái đấy, máy khỏe, gầm chắc. Và đây là một chiếc xe dẫn động cầu sau. Dòng này đi thì cực kỳ bao phê bao sướng các bác luôn. Mà giá chiếc xe này chỉ có 99 triệu đồng. Các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe BMW 3 Series 3 318i 2003 và tư nhân một chủ từ mới. Bác chủ trước làm ở văn phòng chính phủ và bây giờ thì bác ấy để lại cho em Vũ Duy Ô Tô. À không, để lại qua người khác. Vâng, và có công chứng ủy quyền đàng hoàng. Xe thì còn ngon, chất còn đẹp, máy số thì ngon lành ngành đào, chạy sướng và tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Dòng này thì các bác về bây giờ cứ để nguyên biển 4 số này mà đi thôi, không cần phải sang tên bấm biển làm gì cả. Và xe thì còn chất luôn nhá. Đấy, sơn màu sơn bạc đẹp cala. Và đây là một chiếc xe còn ngon với động cơ máy mượt mà. Mỗi tội là nội thất ghế thì hơi già nên là các bác về là các bác có thể là may một bộ ghế mới tầm khoảng 3 triệu thì em nói thật các bác là đẹp như mới luôn. Còn xe thì được cái là máy ngon, gầm chắc, số má ngọt ngào, đạp ga thoải mái và xe thì tất cả các chức năng là hoạt động hoàn toàn bình thường. Em này có đèn thì đã được độ lên bi rồi nên là khả năng chiếu sáng thì rất là ok. Và đồng sơn thì đều đẹp, sạch sẽ, nói chung là cũng tầm khoảng 90%, về các bác cũng không phải làm cái gì cả. Còn lại là rất phù hợp với các bác nào mà hay thích chăm chút xe, muốn mua một chiếc xe để về gọi là tránh mưa tránh nắng ấy ạ. Đi lại cả gia đình 5 người thì đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Em này thì đăng kiểm là đến tháng 9 năm 2024 và dòng này thì vẫn là đăng kiểm bình thường, không có niên hạn, đăng kiểm thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, sơn xi ok và ốp vân gỗ của xe thì vẫn còn sáng bóng. Xe thì đẹp, máy gầm sạch sẽ và nói chung là cái dòng này thì các bác về là chỉ có việc đi thôi. Dàn lốp mới của xe 2022, dàn lốp vẫn còn dày, mới đi thì không phải lo lắng đến chuyện là thay thế lốp. Còn máy gầm của xe thì không có bị mục mọt. Và nói chung là với cái dòng này thì các bác về là chỉ bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, nước nôi đầy đủ thì các bác có thể là chạy Bắc Nam thoải mái, không vấn đề gì. Và pháp lý hồ sơ thì đấy, nhà em là tên tư nhân, giấy tờ đầy đủ, đăng ký đăng kiểm đàng hoàng. Còn các bác về sang tên con này là thôi các bác đừng sang tên nhá, không sang tên đâu, có ủy quyền đầy đủ thôi. Ủy quyền, giấy ủy quyền của chủ cũ sang một người khác, đấy là ok. Còn về phần pháp lý thì bên em bao tranh chấp cho bác đầy đủ đàng hoàng. Và cái này thì nói chung là với cái tầm tiền này thì thực sự đây cũng là một chiếc xe rất là hợp lý luôn. Không có lý do gì với một chiếc xe mà giá nó chỉ có 99 triệu đồng mà các bác lại bỏ qua. Và động cơ máy của con này chỉ có 1.8 thôi nhá, xăng ăn rất ít như ngửi luôn. Và chất xe thì còn rất là đẹp. Đấy, các bác về là không phải nghĩ ngợi gì. Tất cả các chức năng, biển thì là 29T1747 rồi, là biển thủ đô Hà Nội. Mặt ca lăng của xe thì là đúng là theo form của BMW, nó nổi bật luôn này. Và có logo BMW, led căng từng cm luôn. Đấy, về phần đèn thì chiếc xe này là độ lên đèn bi led. Đấy, độ đèn bi led nhá. Và bi của xe thì tương đối là sáng. Còn những cái đèn này thì đèn cơ bản đến bây giờ thì theo thời gian 5 tháng rồi. Không thể bảo là nó đẹp như xe mới nhưng mà thế này là ok. Còn gầm đèn thì vẫn là đèn nhỏ thôi. Cái dòng BMW thì nó không quan trọng về phần đèn. Thế nên là cái thiết kế công suất đèn của chiếc xe này thì nó cũng bình thường, nó không được sáng như những dòng xe khác. Nhưng mà khi mà đã độ lên quả bi rồi thì em đảm bảo các bác là không chê được câu nào. Còn về tôn sườn thì ok, tôn sườn dày. Con này thì được cái là cái lót lỉ chống ồn cũng rất là dày luôn. Đấy, tôn sườn thì ok nhá. Và em này thì được cái là tôn cabo cũng thế và tôn sườn à. Đấy, tôn sườn đẹp luôn. Dàn lốp của em này thì đang sử dụng lốp Vicente. Đấy, lốp này là lốp cũng khá là dày, la răng đẹp. Đấy, phanh đĩa đầy đủ, bốn bánh có như nhau, không hề có vấn đề gì. Và chiếc xe này đang sử dụng lốp 2555 la răng 16 đúng theo đăng kiểm luôn nhá. Đấy, cua lốp đẹp là không hề bị mục mọt, chỉ hơi bụi bẩn tí thôi. Cái điểm trừ của cái dòng BMW đó là cái gương chiếu hậu nó hơi nhỏ. Vâng, rất nhỏ luôn. Cái khả năng quan sát thì hơi gọn một chút. Thế nhưng mà ai quen rồi thì ok. Đấy, sơn sườn đẹp, đấy, toàn bộ sơn sườn đẹp. Và cái dòng này thì các bác nhớ là mở cửa là phải nhấc cái này lên nhá. Nhấc cái này lên, đấy. Mở cửa nhấc lên và toàn bộ chỉ keo của xe là cánh còn zin. Đấy, chỉ keo cánh zin. Xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm va xô lạch, đấy, còn nguyên luôn. Răng cao su chống ồn, còn dày khự luôn. Và tất cả các chức năng là hoạt động hoàn toàn bình thường.
Cửa mở ra có chuông báo và các bác nhìn vô lăng này, người ta dùng đã nhiều năm rồi. Không đẹp như xe mới nhưng mà đấy, vô lăng nó như thế này đây. Đấy. Và em này thì được cái là ghế thì hơi già. Ghế này thì nói cho các bác là nên về là thay một bộ ghế mới khoảng tầm 3 triệu thôi. Chứ còn cái ghế này nói cho các bác là cái da này thì nó xấu. Vâng, cái da này nó xấu. Và ghế chỉnh điện đây ra xem nào. À không, không thấy chỉnh điện được. À có ngửa này. Ngửa ghế bình thường. Tiến lên lùi xuống thì không được thôi. Có nhớ, nhớ nhưng mà chắc là không dùng nữa rồi. À có nhớ, nhớ vẫn dùng. Nhớ vẫn dùng bình thường. Đấy, có nhớ. Vâng, và trần ở chiếc xe thì đánh ra tầm khoảng 7 điểm. Đấy, trần đây này. Em này thì được cái là có đầy đủ màn hình. À quên nhầm, xin lỗi các bác, điều hòa số tất cả các cái này là còn zin, nó chưa có thay thế. Số tự động, cửa kính thì mở bằng 4 cái nút ở xung quanh bên tay cần số đấy ạ. Vâng, và sàn dưới của xe là sàn 5D. Cái này thì em vừa mới lấy về xong, chưa có dọn dẹp nên sàn nó hơi bẩn tí, các bác thông cảm nhá. Nhưng mà đảm bảo cho bác là không có bị ngập nước mục mọt. Đấy, còn nguyên. Bản lề ốc nó còn đẹp này này. Đấy, bản lề đây. Em này thì nói chung là với cái tầm tiền như thế này thì thực sự đây là một chiếc xe giá quá hợp lý các bác ạ. Vâng, các bác bảo như chiếc xe này. Bên em con này thì đang cái cửa, tay cửa này này. Là nó bị tuột tay cửa. Thì cái này thì bên nhà em sẽ cho xử lý ngay sau cái video này. Để mà chỉnh sửa được cái tay cửa. Cái đấy là đơn giản, không vấn đề gì. Vâng, không vấn đề gì các bác nhá. Cái tay cửa này thì rất là đơn giản thôi. Cái này là nó tuột nãy. Đấy, cái đấy thì xử lý đơn giản. Còn lại là kính các thứ là hoạt động hoàn toàn bình thường. Nội thất này các bác nhìn này. Nội thất hàng ghế sau cũng thế này. Cái ghế da màu này nó thế ạ. Vâng, nó xấu, nó kém, không phải là ghế da đẹp đâu. Đấy, mà đây cũng là một chiếc xe chạy nhiều. Con này thì nhiều bác bảo là những cái dòng này nó chạy ít mới đi ít, không đi được nhiều. Em thưa các bác là những cái dòng này nó là những cái dòng xe cực kỳ chạy cối luôn. Chạy đường trường không phải nghĩ ngợi, không bao giờ biết lỗi nhá. Chạy đường trường rất là phê. Và cái dòng này càng chạy thì càng chắc. Đấy, càng chạy càng chắc xe. Đấy, dòng xe của Đức thì nó bền bỉ vô đối luôn. Có cảm biến đầy đủ phía đằng sau. Đấy, có báo tút tít, đèn thì hơi cũ theo thời gian. Đấy. Thôi với cái tầm tiền như thế này thì gọi là 99 triệu đồng thì em nói thật các bác thì nó cũng tầm vậy thôi. Chứ còn nếu mà đòi hỏi bảo là xe nó đẹp như xe mới thì em xin các bác là thông cảm. Vì đến bây giờ là xe nó cũng đã được hơn 20 năm rồi. Không phải là một chiếc xe mà như mới tinh vừa mới chui từ trong gara ra. Đấy, lốp sơ cua đầy đủ, kích lốp các thứ là không thiếu cái gì. Đấy, còn nguyên. Đấy, lót lòng thùng đẹp. Xe thì không có đâm va. Đấy, không có đâm va nhá. Đấy, không tai nạn ngập nước. Không thủy kích phạt nguội. Có cái là xe nó hơi già theo năm tháng thôi. Dàn lốp đằng sau này. Đấy, còn căng lét lẹt lẹt luôn. Máy ngon, gầm chắc, thân vỏ đẹp. Và tất cả các chức năng thì ok. Đấy, bản này là bản 318i nhá. Có túi khí an toàn ở trên tất cả các cánh này. Có túi khí an toàn ở trên ghế này. Người lái, người phụ. Đấy, bản này là bản 10 túi khí các bác nhá. 10 túi khí an toàn. Đấy, và tình trạng gì đấy, có sao thì báo vậy thôi. Đấy, túi khí ở đây này. Toàn bộ chỗ này là có túi khí này. Đấy, vẫn còn nguyên. Và chạy rất chắc chắn luôn, sướng luôn. Thời tiết như này mình kiếm một con xe để tránh mưa, tránh nắng, ngồi trong xe cho nó sướng. Đi ra đường. Đấy, xe máy thì vẫn là mưa đến mặt, nắng đến đầu. Còn với ô tô thì mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Mà công việc lúc nào cũng được trôi chảy. Mua chiếc xe này về thì các bác yên tâm. Còn bảo dưỡng định kỳ thường xuyên của bên tại người. Nhiều bác cứ bảo là xe là sợ hay nằm vặt giữa đường thì thưa các bác là do mình hết. Mình kiểm tra bảo dưỡng định kỳ thường xuyên xe ok thì không bao giờ các bác phải lo đến cái chuyện nằm vặt giữa đường. Đấy, vì là xe thì kể cả xe mới, xe cũ hay là xe điện nhá, cũng đều nằm giữa đường kéo cứu hộ suốt ngày. Đấy, còn những chiếc xe như thế này các bác về các bác cứ bảo dưỡng định kỳ, dầu mỡ nước lôi đầy đủ thì em đảm bảo các bác là có chạy Bắc Nam thoải mái cũng không bao giờ bị lo lắng. Đấy, mình cứ kiểm tra đầy đủ tất cả các cái chức năng của xe ok là được. Động cơ máy của chiếc xe là động cơ 4 máy nhá. Đấy, 318i động cơ 4 máy, máy số khô ráo sạch sẽ. Đấy, chạy ngon, hơi chắc và không hề lỗi lầm. À, được bảo dưỡng rồi và cái này thì bác chủ bác cái mới làm xong em cũng chả làm gì. Đấy, có sao thì bán vậy thôi. Đấy, đầu răng hai bên của nó còn lét lẹt lẹt như thế này này. Đấy, không hề lỗi luôn nhá, đầu răng hai bên này. Đấy, và răng trước này, đấy, các bác nhìn răng trước này. Đấy, đầu trước này. Đấy, nó còn đẹp như thế này, sơn zin còn nguyên. Không hề lỗi, mỗi cái chỗ này thì chắc là mài mòn nhiều. Đấy, chứ còn đâu tất cả các chức năng là hoạt động bình thường.
Đấy, cái dòng xe này là một cái dòng xe rất là bền và là một cái dòng xe tiền như thế này thì mình mua con xe này thì các bác cứ yên tâm là không phải nghĩ. Vâng, ít tiền nhưng mà lại có một con xe chất. Rồi, vào nổ máy cái. Úi giời, nóng, phải nói thực sự là thời tiết quá nóng luôn. Đấy, máy lên ngay nhá. Tất cả các chức năng là hoạt động hoàn toàn bình thường, không hề lỗi lầm, điều hòa mát lạnh. Nói chung là với cái tầm tiền như thế này thì đây là một chiếc xe hợp lý. Đấy. Thế còn các bác nào mà yêu thì em mời các bác qua xem xe thẩm luôn xe này. Ok, cảm ơn các bác nha. Và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại Em Vũ Duy Auto. Xin trân trọng cảm ơn.